Và sau đây, Bác Lê xin mời tất cả anh chị và tất cả các bạn cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Tiễn Đưa của tác giả Lê Đức Long. Xin mời tất cả anh chị và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Em
rơi, nụ cười đã tắt. Người ở lại có bao giờ vui? Bác Lê xin thân thật cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Và các bạn hãy đăng ký và like cho Bác Lê. Bác Lê xin thành thật cảm ơn rất nhiều.